Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Vid Devils và đây là Chiến Chiêu và hôm nay mình muốn nói với các bạn về một chủ đề đó là chủ đề huấn luyện viên, um, chủ đề rất là nóng ở thời điểm hiện nay và cụ thể hơn là mình muốn uh, nêu ý kiến cá nhân của mình về việc là MU có nên mang về một huấn luyện viên interim, một huấn luyện viên tạm quyền bây giờ trên mùa hè và sau đấy thay một huấn luyện viên um, gọi là thay huấn luyện viên gọi là thay huấn luyện viên lâu dài vào mùa hè hay là MU nên thay một huấn luyện viên lâu dài luôn vào thời điểm hiện nay nếu họ có thể thì đấy là nội dung của video hôm nay mà mình muốn muốn chia sẻ với các bạn những cái ý kiến của video cá nhân mình uhm, thì thứ nhất hãy nói về vấn đề là có những uh, lựa chọn nào cho mu về về cái vị trí huấn luyện viên hiện nay thì mình nghĩ là nổi cộm nhất báo chí hiện nay đó chính là mauricio pochettino thì ông này um, tức là báo báo chí hiện nay trong khoảng uh, một tuần này đã đăng rất nhiều tin về ông này muốn đến mu và thường ấy thông thường ấy thì nếu như mà cái tin gì mà là tin việt ấy, thì bạn sẽ thấy là nó uh, trong một vài trang báo thôi thường là bao lá cải và nó sẽ nó chỉ có vài bài thôi và nó sẽ qua đi khá là nhanh sau vài ngày mà không có nhiều các nhà báo khác hưởng ứng không có cộng đồng uh, truyền thông hưởng ứng nhưng mà cái cái tin ông này về mu ấy thì đã được uh, rất nhiều người trong giới truyền thông hưởng ứng và 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 gọi là họ cũng uh, confirm tức là họ cũng xác nhận cái chuyện này là ông này có có mong muốn trở đến mu và cái tin đó đã cũng khoảng một tuần nay rồi thì mình nghĩ là cái độ chính xác nó cũng khá là tương đối là cao rồi và để có um, um, có Fabrizio Romano là một uh, nhà báo người Ý mà nổi tiếng là có những thông tin vô cùng chính xác và nhanh chóng thì anh ta cũng đã cũng đã có uh, những cái uh, những cái những cái tweet của mình hoặc là những cái cái video mà anh ấy nói chuyện này thì anh ấy cũng hoàn toàn xác nhận là Pochettino uh, muốn về MU <laughs> ngoài ra chúng ta còn có ai chúng ta còn có Eric Ten Hag và Brendan Rodgers và Zinedine Zidane là những cái tên có khả năng thì uh, thứ nhất mình muốn nói về vấn đề là những cái này họ có muốn đến mua hay không à, thì, thì thứ nhất lấy và nói về post thì mình nghĩ là mấy hoàn toàn muốn đến mua và nếu như mà các bạn thêm uh, theo dõi cái, um, cái, cái, cái trả lời phỏng vấn của ông ấy thì uh, nếu chúng ta đọc qua chúng ta sẽ thấy là ông này đến nhiên là ông là một huấn luyện viên chuyên nghiệp mà biết phải trả lời như thế nào À, để mà nó cái chuyện này nó nó nó, nó không ảnh hưởng đến câu lạc bộ và cái công việc đang làm của mình thì nhưng mà ông này hoàn toàn không nói gì về việc là là ông ấy không muốn đến MU cả để chúng ta sẽ hoàn toàn thấy điều đấy nếu một người không muốn đến thì họ sẽ nói rất rõ ràng là tôi không quan tâm chuyện này tôi không muốn đến à, MU nhưng ông này ông ấy trả lời là um, ông ấy hoàn toàn hạnh phúc ở câu lạc bộ này ở, ở Paris và ông ấy toàn tâm toàn ý cho công việc um, bóng đá thì lúc nào cũng có những uh, những tin đồn ông ấy không quan tâm tin đồn các cầu thủ cũng thế và ông ấy bóng đá là hiện tại ông ấy hoàn toàn tâm tâm ý vào vào vấn đề vào vấn đề hiện tại của câu lạc bộ PSG và không quan tâm nhiều lắm đến những tin tức khác thì rõ ràng nghe cái đây các bạn thấy là câu trả rất chuyên nghiệp nhưng mà rõ ràng là ông này cũng đã rất cẩn thận để mà không không thể hiện là mình không muốn đến mua hay là không thích đến mua tại vì làm như thế thì câu lạc bộ nhiều khi họ sẽ không theo đuổi nữa thì mình nghĩ là đây câu trả lời rất thông minh của ông ấy là hoàn toàn tránh cái cái câu trả lời là liệu tôi có muốn đến mua hay không và và với câu trả lời như vậy thì thường chúng ta có thể đoán là huấn luyện viên này họ sẽ muốn đến mua à, uh, <laughs> nhưng họ không thể nói điều đấy uh, gọi là có thể một cách rõ ràng trực tiếp được dĩ nhiên rồi và Eric Ten Hag thì ông ấy cũng có những câu trả lời tương tự nghĩ là nó hơi mạnh hơn ông hơn mạnh hơn Post một chút thôi ông ấy bảo là ông ấy cũng toàn tâm toàn ý với lại Ajax ông ấy rất hạnh phúc đang mới muốn vô địch muốn 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 giành cúp vô địch với Ajax và không nghĩ đến những điều những cái tin đồn khác thì đấy là những gì mà Eric Ten Hag đã nói thì mới là nó hơi mạnh hơn cái cái những cái câu nói của Post ở chỗ nào tức là mình nghĩ là ông ấy muốn và ông muốn muốn vô địch với Ajax thì đấy có có thể có nghĩa là ông ấy muốn ở lại với Ajax đến hết mùa này nhưng mình với câu trả lời như vậy ông ấy hoàn toàn không nói là mùa là có tốt hay không tốt tôi có muốn đến hay không thì rõ ràng là người ta cũng có quan tâm và ông ấy để cái cánh cửa đấy nó nó mở nên mà nếu như mà mùa hè này Mou quan tâm thì ông ấy có thể đến thì mà đấy là đấy là cái suy nghĩ của mình uh, khi mình nghe cái câu trả lời như vậy còn Brandon Rogers thì uh, nói chung cũng như thế cái interview của ông ấy về về việc muốn đến Mou hay không thì ông ấy cũng um, hoàn toàn nói vấn đề là ông ấy chuyển sang vấn đề là không được nói những vấn đề như vậy nên là nó không có tôn trọng câu lạc bộ uh, ông ấy đang làm việc Leicester City cũng không tôn trọng Mou khi mà nói về những vấn đề như vậy Lúc cái oli vẫn đang tại vẫn đang tại vị nhé là cũng không tôn trọng với huấn luyện viên là oli à, vào mấy cũng nói là những cái tin đồn thôi nó không có thật nó không hoàn toàn không có thật thì mình cũng tin đâu mấy nói chính xác là không có thật tới lúc đấy mâu hoàn toàn không có không có những cái động thái muốn không có những cái cuộc nói chuyện kín với rogers về việc là về về mâu tiếp quản vị trí huấn luyện viên thì rõ ràng thì cũng chia nói là những huấn luyện viên này họ vẫn để cánh cửa mở họ không hoàn toàn không không đóng là bằng cách nói là tôi không không quan tâm đến cái này tôi không muốn đến mu thì thì mình nghĩ là chúng ta có thể suy nghĩ hướng là họ có họ có họ có mình nghĩ là một công việc mà họ có quan tâm và nếu mà điều kiện cho phép và phù hợp thì họ sẽ chắc chắn sẽ nhận lời à, thì đấy là đấy là cái suy nghĩ của mình khi nghe những người này trả lời interview và nhất là post thì mình nghĩ là ông ấy vô cùng quan tâm tại vì là nếu không thì báo chí đã không đưa ầm ầm trong khoảng một tuần nay Um, còn vấn đề uh, còn còn Zidane là người thứ nhất mình nghĩ là ông ấy như như cũng như là uh, truyền thông mà nói là ông ấy không không quan tâm đến vấn đề này uh, ông ấy uh, muốn tận giác đội tuyển Pháp hoặc là PSG mình nghĩ là, là hai cái lựa chọn mà Zidane muốn hơn là đến mùa thì uh, và, và mọi người cũng thấy là nó uh, những cái tin về Zidane thì càng ngày nó càng ít đi và mình nên mình cũng nghĩ là nó chính xác tức là Uh, Zidane không không thực sự muốn đến mù. Ngoài ra vẫn còn những cái tên khác um, và có những cái tên mà báo chí không đưa ra. Nhưng mà đương nhiên đấy là, còn <laughs> bộ chắc chắn họ sẽ có một cái uh, bộ phận để mà tuyển chặt để mà họ tìm ra những cái tên phù hợp và họ có một cái list của những người như thế. Um, nhưng mà đương nhiên là mình là là là, là fan rồi chúng ta không thật sự làm việc cho câu lạc bộ hay là cũng không, không có mối quan hệ với câu lạc bộ cả thì rất khó để chúng ta có thể biết được những cái tên như vậy. Như là mình cũng không muốn nói và vì vậy trong video này mình chỉ muốn nói cụ thể đến những cái option sẽ những cái lựa chọn mà mình, mình vừa mới nói đến thôi tức là gồm có uh, port, ten Hag, Roger, rogers và zidane. vậy um, thì um, vào cái chủ đề chính mà mình muốn nói hôm nay đấy là uh, các bạn đã biết là chúng ta có hai lựa chọn bây giờ đúng không? lựa chọn mà mu khi mà họ đã đăng lên đăng lên trang chủ câu bộ họ bảo là là cái hướng mà họ sẽ hướng đến là gì là Michael Carrick sẽ làm uh, caretaker tức là tức là người gọi là quản lý của bộ tạm thời. Sau đấy họ sẽ hướng đến là tìm một interim manager, tức là một người cũng là huấn nhân viên tạm quyền nhưng mà nó nói chung là nó, nó, nó lâu dài hơn là caretaker một chút là đến hết mùa giải. Và sau đấy họ sẽ tìm một uh, permanent manager, tức là tìm một huấn luyện viên lâu dài cho câu lạc bộ. À, đây là đây là hướng mà mu đã nói trên trang chủ của mình và hướng thứ hai dĩ nhiên là đây là hướng mà nó gọi là nó nó hợp tình hợp lý Thế nên nếu mà có một huấn luyện viên tốt mà họ muốn mang về và muốn đến với cơ bộ ngay lúc này thay vì đến vào mùa hè thì mu cũng có thể sẽ mang huấn luyện viên ấy về đấy là những gì mà mà báo chí đã đưa ra à, tức là đây là hai hai có hai cái lựa chọn đúng không nào đợi đến mùa hè hay là mang một người về bây giờ thì mình muốn nói thứ nhất là đây là những cái suy nghĩ cá nhân của mình nhé là mình sẽ lựa mình sẽ lựa chọn cái cái trường hợp cái cái option nào nhé chỉ trong hai option đấy thì là mình thì mình sẽ chọn mang một người về ngay bây giờ và đây là những cái những cái ý kiến của mình mình sẽ chuẩn bị nói ra xem tức là các bạn sau khi xem video này thì hãy cho mình biết ý kiến các bạn như thế nào chúng ta có thể trao đổi thêm về vấn đề này thì ý kiến thứ nhất của mình là bây giờ hay là đợi đến mùa hè thì về mặt lý tưởng ấy thì nếu như bây giờ mà mình không có nhiều lựa chọn bằng là đợi đến mùa hè mình có nhiều lựa chọn hơn ấy thì mình sẽ đợi mùa hè ví dụ như là đến mùa hè chúng ta có thêm uh, Zidane này ví dụ như không phải có thêm uh, uh, có thêm uh, Pep Guardiola này, chẳng hạn này thì dĩ nhiên là mình sẽ chọn đợi mùa hè tại vì lúc đấy các bạn sẽ có nhiều option để lựa chọn cho các huấn luyện viên đúng không nào và có thể có những người mà các bạn sẽ thích hơn như là Zidane chẳng hạn như là ví dụ như ví dụ là là Jurgen Klopp này hoặc là Pep Guardiola này thì rõ là chúng ta sẽ đợi mùa hè uhm... nhưng mà vấn đề mình nghĩ là thực tế đây là cái option mình có bây giờ với option mình có mùa hè nó cũng không khác nhau mấy nói cho mình cái tên mình đã nêu ra nhé có những cái người mà có thể không ai biết không ai nói đến thì chúng ta cũng không thể nào mà nhắc đến được ví dụ như là đây bây giờ có thể chúng ta có dễ nhất là có porch và đến mùa hè thì chúng ta có thêm hag Rogers Zidane mà theo như tức là theo những gì mình ta biết bây giờ thì Zidane không muốn đến thì có thể mùa hè Zidane sẽ thay đổi uh, quan điểm của mình nhưng mà bây giờ rõ ràng Zidane không muốn đến, ông ấy cũng không muốn nói thì là mùa hè tôi sẽ tôi sẽ muốn đến cho nên là uh, đến mùa hè thì liệu chúng ta có Zidane hay không thì mình nghĩ là nó cũng đã khá là Cái cơ hội khá là nhỏ có thể đúc đến uh, sau World Cup thì đội tuyển Pháp sẽ thay đổi huấn luyện viên hạn thì Zidane sẽ muốn đến đấy ví dụ như thế thì rõ ràng là đến mùa hè có thể chúng ta thêm Senne và Rodgers um, thì nếu mà để mình mình phải, mình phải chọn bây giờ Potch hoặc là mùa hè Porsche, Rogers, Sandha, thì mình cũng mình có thể mình, sẽ, mình sẽ chọn Porsche bây giờ luôn, tại vì bản thân mình mình không thấy um, không có nhiều um, gọi là mình không có nhiều cái 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 sự ưu tiên cho ông huấn viên nào trong bao ông đấy, cả tại vì uh, thứ nhất là cũng rất khó để mình biết được là ông nào là tốt hơn, ông nào phù hợp hơn, mô, ông nào đối đá hay hơn cả ba huấn luyện viên này mình nghĩ là đều có thể chơi bóng đá tấn công à, và quá khó để mà nói là ông nào tốt hơn ông nào nếu như chúng ta có một ông như là pep guardiola để vào đấy thì <laughs> chúng ta chắc chắn sẽ chọn ông đấy rồi đó là điều hiển nhiên rồi nhưng mà ba huấn luyện viên này thì mình nghĩ là cái thành tích của họ cũng tựa tự nhau lối đá họ đều có đều có lối đá đẹp và đều được um, được được giới gọi là bóng đá cho rằng là có là một là một world class coach theo dạng như thế tức là họ là huấn luyện viên mà có khả năng đào tạo cầu thủ trẻ lên đẳng cấp cao hơn um, nhưng mà để chọn được ba ngày thì thật sự là quá khó. Chứ mà nếu mà thế thì mình nghĩ là chọn ai cũng được nếu như mà nếu là trường hợp như thế, ok, vậy thì bây giờ có một người mùa hè có ba người thì có thể mùa hè nó vẫn tốt hơn về mặt đấy đúng không nào? Nhưng mà khi chúng ta nói những điều khác thì có thể mùa hè này nó không thực sự tốt như vậy. Um, đó là gì? Để mình nghĩ nếu như huấn luyện viên này chúng ta mùa hè mới có huấn luyện viên mới ấy, thì là cầu thủ các bạn tưởng tượng này các bạn sẽ phải Adapt, tức là phải phải um, tức là phải, phải theo được ba cái lối chơi khác nhau nha, có thể có ba lối chơi khác nhau nha là lối chơi của Carrick bây giờ, xong rồi sẽ có thêm một ông interim coach lấy vào cũng lối chơi hoàn toàn khác nữa, xong rồi đến mùa hè sẽ có một ông huấn luyện viên uh, huấn luyện viên lâu dài vào cũng lối chơi cũng khác nữa thì mình chỉ nghĩ là nếu như mình là cầu thủ nhé hay là chỉ nghĩ là mình là một um, nhân viên của một công ty thì các bạn tưởng tượng là sếp của mình trong 6 tháng thay đổi 3 lần thì <laughs> nếu các bạn là nhân viên các bạn cũng thấy nản đúng không mình cũng thấy thấy rất là nản thôi cứ mỗi ông một ý mỗi ông một uh, muốn làm một kiểu khác nhau thì rõ ràng là và và, và thực sự trong 6 tháng đấy thì các bạn không học hỏi được gì cả tại vì các bạn cứ phải xoay như trong trống theo ông này theo ông kia thì trong 6 tháng ấy là một nhân viên thì các bạn có thể cũng chả học hỏi được gì thêm nữa à, Mà cứ phải cố gắng chạy theo sếp thôi Đây là ý kiến nhất của mình là các cầu thủ của chúng ta sẽ Về mặt tâm lý sẽ khá mệt mỏi vì cứ phải thay huấn luyện viên liên tục, cứ phải à, Cố gắng à, tạo ấn tượng tốt với lại huấn luyện viên mới Xong rồi thời gian quá ngắn, huấn luyện viên cũng không thể nào truyền đạt và, và dạy dỗ cầu thủ được những gì mà họ muốn Chẳng hạn như thế thì trong 6 tháng đấy cầu thủ họ cũng sẽ không, không có được à, tiến bộ đây ý thứ nhất Ý thay của mình là Nếu như đợi mùa hè này Thì thực sự chúng ta có một mùa hè hay không Mùa hè có World Cup à, Vậy thì khi mà các cầu thủ quay lại từ World Cup ấy, Thì huấn luyện viên thực sự chỉ có Một tháng Sáu tuần gì đấy để làm việc với cầu thủ thôi Trước khi mà Trước khi mùa giải mới diễn ra vào tháng 8 Như vậy thì Nói chung là cũng rất khó để huấn luyện viên mới mà họ để cái mùa giải tiếp theo ấy, mà họ có được tạo được một dấu ấn tốt tại vì là họ không có sự chuẩn bị tốt nhất này họ không thời gian để nhìn các cầu thủ mình có và và và, và có thể là quyết định mang thêm những cầu thủ mới về nào đấy để phù hợp hơn với chiến thuật của họ à, và các cầu thủ cũng không kịp có sự chuẩn bị tốt để mà hòa nhập với lại uh, cái lối chơi mới cho nên là rõ ràng thì nó có nghĩa là gì có nghĩa là mùa giải tiếp theo của chúng ta chỉ là mùa giải bước đệm thôi nếu như mà huấn viên mới mùa hè mới mới đến và sau World Cup thì mới mới có cơ hội dẫn dắt câu lạc bộ sẽ khó mà có được những uh, những cái bản hợp đồng còn mới cho các cầu thủ để mới đến, nói chung là quá khó à, và coi như là chúng ta sẽ mất một giải tiếp theo nữa chỉ để làm bước đệm thôi và các bạn hãy, hãy nhớ đấy có thể đây là mùa giải cuối cùng của Ronaldo chẳng hạn à, và có thể chúng ta sẽ mất khá nhiều cầu thủ trước cả mùa hè này. À, đây là mình cũng muốn, đây là nó đưa đến cái ý thứ ba của mình. À, đây là các cầu thủ mà chúng ta nếu như ta mùa hè này mới có một huấn viên chính thức thì cái liệu các cầu thủ có đợi đến lúc đấy hay không hay họ sẽ ra đi thì nó cũng liên quan đến ý kiến thứ nhất đúng không nào nếu <laughs> mình là Pogba mình là nhân viên mình sắp hết hợp đồng rồi thấy công ty này nó ngổn ngang quá mình chưa đâu vào đâu rồi chưa thấy đường hướng nào để phát triển công ty này cả à, cứ thấy không cái ông sếp của mình là ông sếp nào sẽ đến chung là tương lai rất là mờ mịt thì mình có đợi đến uh có kiếp đồng mới hay không mình có ngồi lại huyền mới hay không thì đó là điều 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 quá khó thì chắc là mình nghĩ là Pogba nếu mà trong trường hợp đấy thì người ta sẽ chọn ra đi thôi mình không nghĩ là người Pogba một người cầu thủ thi đấu vì tiền anh ấy có rất nhiều tiền rồi mình nghĩ là Pogba một cầu thủ thi đấu bên tuổi này rồi thì anh ấy sẽ muốn có những danh hiệu nhưng mà cái điều duy nhất ngăn cản anh ấy ra đi ấy, là anh ấy cũng rất là thích cuộc sống ở Manchester và đấy có một, cái uh, chung là một cũng một cái câu lạc bộ mình có nhiều bạn bè ở đấy rồi đã là đã ở đấy lâu dài rồi và anh ta có một, mình nghĩ là pogba cũng là một quỹ đỏ để có tình yêu câu lạc bộ này vì vậy đây là điều mình nghĩ đấy là điều mà ngăn cản nó đấy ra đi thôi chứ còn nếu về mặt lý trí thì người ta sẽ muốn xem câu lạc bộ nào đấy mà họ có thể giành được nhiều danh hiệu hơn hơn là câu lạc bộ màu mà bây giờ tương lai không biết như thế nào um, thì đấy là nếu như huấn viên mùa hè này mới đến thì có thể đấy sẽ xảy ra những cổ phiếu như, như Lingard chẳng hạn, Van der Beek chẳng hạn thì có thể có thể tạm quyền về họ cũng không thích dùng anh này à, thì anh ấy có thể vẫn ra đi trong khi huấn luyện viên mới về mà lại thích dùng những người này thì họ đã đi mất rồi thì ý kiến thứ ba của mình là nếu như một người vào ngay bây giờ thì có thể sẽ um, gọi là cải tạo lại cái môi trường và được gọi là đưa câu lạc bộ về với quỹ đạo để mà ngăn những cái cái cuộc ra cái cái cuộc là chảy máu chất xám này mình có thủ này ra đi thì sẽ rất tốn rất nhiều tiền để muốn thay thế có thể huấn luyện viên mới sẽ muốn dùng họ vậy thì hãy đừng để họ ra đi mà nếu mà để đừng để họ ra đi thì chỉ có cách là đưa huấn luyện viên mới về càng sớm càng tốt đúng không nào ở đây là ba ý kiến của mình uhm, vậy thì um, uhm, thì đấy thì chúng ta nói chung là gọi là để mà đưa những cái ý kiến lên bàn cân những hạn là chọn bây giờ có pot và giữ được các cầu thủ có thêm nửa mùa giải để mà chuẩn bị uh, để mùa giải tiếp theo là có thể là thăng hoa luôn chứ không cần phải là một bàn đạp nữa hoặc là đợi đến mùa hè có thể có ba lựa chọn có thêm ten hag có thêm Rodgers nhưng mà các bạn các bạn các bạn tự hỏi mình các bạn có 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 một cái um, một cái strong preference tức là có một cái uh, sự yêu thích đặc biệt nào với một trong ba ông đấy không thì hãy cho mình ý kiến các bạn để mà và cho các mình để biết là tại sao như thế để chúng ta có thể nói nói có thể là, tranh luận thêm vấn đề này tại vì như mình thì mình không hoàn toàn không có một cái có một cái niềm tin mãnh liệt nào vào trong một trong ba ông này cả mình nghĩ là ba ông này một ai về thì cũng rất là tốt rồi nhưng mà gọi là ai đấy mình nghĩ là chắc chắn về là sẽ vô địch sẽ là phải đưa mô đến một tầm cao mới và đến vị thế của đội bóng xứng đáng đã thuộc về thì mình cũng không chắc là ai cả nếu mà đưa mình có thêm ông Klopp hay ông Pep vào đấy thì mình sẽ lựa chọn được ngay nhưng mà còn lại thì mình cũng không không lựa chọn được cho nên nếu các bạn có có suy nghĩ khác mình thì hãy cho mình biết um, và ok vậy thì mình sẽ chọn là uh, đưa huấn viên về ngay bây giờ và nếu đó là là Pochettino thì hãy mang ông đi về đừng đợi mùa hè làm gì và bây giờ mình muốn nói đến điều tiếp theo là liệu câu lạc bộ có làm điều đấy hay không um, thì mình cũng 50-50 vấn đề này mình không có niềm tin lắm Tại vì sao? Tại vì mình nghĩ là qua bộ này vấn đề lúc nào, vấn đề đầu tiên của họ lúc nào cũng là tiền đâu. Tại vì là họ nào quan tâm về vấn đề về được bao nhiêu tiền, mất bao nhiêu tiền cả. Tại vì là một đây một công ty mà, công ty thương mại mà. Uhm, thì mình nghĩ là cũng có 50% khả năng là họ sẽ không đưa Porsche về ngay bây giờ Tại vì họ sẽ phải đàm phán với PSG, PSG sẽ phải trả tiền cho PSG, PSG sẽ phải tìm huấn luyện viên mới có thể là Zidane à, và họ sẽ mất khoảng um, hình như là khoảng 10 triệu euro đền bù hợp đồng để đưa um, Porch về với Mô. Vậy thì uh, <laughs> mà chưa kể nhé, Porsche về ngay bây giờ thì um, ông ấy sẽ muốn mang đội ngũ của mình về, tức là họ sẽ phải sa thải Carrick, um, Phelan, McKenna, as well thì là ba cái ông đấy mà đi thì mâu sẽ tốn khoảng vài triệu bảng nữa thì tổng cộng mất khoảng mười mấy triệu à, thì mình nghĩ đấy chính là vấn đề tại sao mâu đắn đo suy nghĩ là có nên làm đấy hay không hay là đợi mùa hè tại vì sao thì mình nghĩ là khối viên tạm quyền bây giờ mà họ đưa về chắc chắn điều kiện mà họ đưa ra sẽ là phải tiếp tục làm việc với Carrick, Phelan, McKenna và đến mùa hè này ấy, thì khi mà ba người đấy đã làm việc thêm vài tháng rồi ấy, thì cái số tiền mà ta một hợp đồng cho họ ấy, sẽ ít hơn vào mùa hè này thay vì là họ sẽ phải trả nhiều tiền hơn bây giờ cho ba người đây để mà sa thải ba người đây. Thì mình nghĩ đây chính là một vấn đề của họ, là họ không muốn tốn tiền. Họ um, họ chi rất nhiều tiền nhưng mà họ chỉ chi rất nhiều tiền thì họ biết là họ mang về rất nhiều lợi nhuận từ việc thương mại bán áo đấu um, hoặc là quảng cáo này nọ. còn những cái vấn đề cái đưa người về để mà để mà thành công về mặt bóng đá ấy và có thêm lợi nhuận về mặt bóng đá ấy, thì họ không dám mạnh tay tại vì họ không họ không chắc chắn họ làm được như họ đây không thể làm được trong tám năm nay thì họ không chắc chắn họ thể làm được và mình nghĩ ấy, là với cơ bộ bây giờ với cái sức hút từ từ việc đưa những cái siêu sao này về thông về thành công về mặt thương mại này thành công về mặt fan sẽ thành công về mặt gọi là quảng cáo áo đấu này nọ thì nó nó là đủ tốt rồi mà họ nghĩ là chỉ cần họ cứ trong top 4 mỗi mùa thì họ sẽ đạt những điều đấy đấy là cái suy nghĩ của mình họ không nhất thiết phải vô địch để mà có được những điều đấy tại vì cái lượng fan base của bây giờ là đã quá lớn rồi thì uh, mình nghĩ chính là vì như vậy như là câu bộ này họ không có một cái um, ambition tức là họ không có một cái um, cái quyết tâm một cái uh, uh, quyết tâm là họ sẽ phải phải vô địch được cúp này cúp kia cho cơ câu bộ mạnh nhất thế giới không cần điều đấy mình nghĩ là về mặt thương mại họ đã có đủ rồi à, cứ như thế này là đã tốt rồi và để mà lên được đến hàng đầu ấy thì họ bạn sẽ phải tốn thêm rất nhiều tiền về mặt bóng đá đưa như vậy huấn luyện viên tốt nhất hội tốt nhất thì mình nghĩ thế là bây giờ họ vẫn đáng đòn ok nếu mà nếu mà không tốn nhiều tiền quá thì tôi vẫn sẽ làm thôi nếu mà huấn luyện viên mới về đẳng cấp thế giới mà không tốn nhiều tiền thì tôi sẽ mang về nhưng mà bây giờ chẳng hạn phải trả khoảng mười mấy triệu thì họ sẽ, sẽ có thể là thôi khỏi cứ, cứ, suy nghĩ thêm có khi ông ba ông hiện nay thay vì sa thải cứ dùng cứ dùng nốt đi nào mình nghĩ đây chứ vẫn chính là vấn đề và có thể 50 phần trăm cơ hội là họ sẽ đợi vẫn đợi mùa hè và sẽ làm cậu bộ này rối tung lên như là mình đã nói lúc nãy à, <laughs> còn một vấn đề nữa mình muốn nói là à, đấy như là mình cũng cũng có rất nhiều đắn đo về việc về dự chọn lựa chọn thứ ba huấn luyện viên này mình họ nghĩ là họ khá là giống nhau về mặt là họ cũng không hoàn toàn là đã được proven tức là đã được chứng minh là ở đẳng cấp thế giới họ chưa cũng chưa vô địch những cái cúp gì mà nó kinh khủng cả tại Hà Lan hay là Roger vô địch uh, cú ăn ba ở, ở Scotland hai lần liên tục nhưng mà nhưng nó cũng những cái cúp mà, mà những cái giải đấu mà so những cái đấu nhỏ đúng không nào và Porsche thì cũng chỉ mới vô địch được um, gọi là gọi là cúp quốc gia Pháp rồi à điều à, bây giờ mình nghĩ năm nay ông ấy mở lại hết một thì sẽ vô địch với PSG thôi, tại vì đang 11 điểm hơn đội thứ hai rồi à, và với đội bóng đấy thì thì chắc là đều đơn giản thôi. Nhưng mà để vô địch những như Champions League hay là những giải đấu lớn như là Premier League, La Liga thì những người này đều chưa chưa có cái gì trong trong cái CV của họ cả. À, thì liệu ông ấy có, có um, thì mình nghĩ là ai trong ba người này cũng đều có những cái cái băn khoăn như thế. Nhưng mà mình nghĩ ai trong ba người này cũng đều xứng đáng có cơ hội, xứng đáng để mua có thể có thể um, cho họ một cơ hội và đưa về để xem là họ có phải là người phù hợp hay không. Tại vì các bạn hãy nhớ là ví dụ là trước khi về Liverpool thì Jurgen Klopp cũng đâu phải là huấn luyện viên đã, đã 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 vô địch rất nhiều thứ kinh khủng đâu, ông ấy đã vô địch giải um, quốc nội ở, ở Đức nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi chứ chưa có gì gọi là và dĩ nhiên ông ấy chỉnh chất Dortmund đúng đấy thì làm sao mà đủ cái gọi là đủ cái 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 cái, cái tiềm năng cái tầm cỡ để vô địch được những thứ to lớn hơn thì mình nghĩ là đấy huấn luyện nào họ cũng bắt đầu trong một lâu đấy thì uh, những người này nếu chúng ta nghĩ là họ có tiềm năng hãy cho họ cơ hội đừng cho cơ hội cho những người mà họ thấy là bạn thấy là họ không có tiềm năng hoặc là họ quá xa đi như là Carrick hay là Oli ngày xưa có theo có tiềm năng đấy họ quá xa đi họ chưa họ còn chưa dẫn dắt những đội như là Dortmund, Leicester, Tottenham hay là Ajax để mà để mà đủ được để được để được uh, cho cơ hội cả. Ole tỉnh giác của đội Cardiff rất hạn với tỉnh giác đội mô ở ở ở, ở Na Uy thì nó nó quá nhỏ đi, nó nó quá nhỏ. Cho nên là mình nghĩ là khi một con người xứng đáng để cho cơ hội thì chúng ta hãy cho cơ hội cho người đấy chứ đừng có đi lòng vòng. Bây giờ mà bạn um, để Carrick đá vài trận nữa hay anh ấy làm rất tốt nhưng mà sau đấy về mặt lâu dài thì như thế nào? Mình rất sợ câu bộ này là như thế khi một khi mà họ đã có một vài thành tích tốt và các fan sẽ bảo là ô hãy cho Carrick cơ hội cho Carrick cơ hội thì họ sẽ lại để Carrick ngồi đấy trong khi là gì <laughs> giống như là có một quán có quán phở ngon mà bạn muốn thử nhưng mà có một quán phở gần nhà hơn bạn bạn ăn ba lần bạn không thấy đau bụng bạn cứ tiếp tục ăn cái quán phở đấy mà nó chưa hề có một cái nói chung nó mới mở và cũng chưa ai biết nó có 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 tốt hay không thì đấy là ý của mình là bạn nói chung mục tiêu bạn là gì hãy nhớ mục tiêu đấy và hãy hướng đến cái đấy và hãy làm được nó tức là đưa một huấn luyện viên mà bạn thật sự mong muốn về mà có thể nâng tầm phật bộ này chứ đừng có lòng vòng lẫn quẩn mình rất sợ là Carrick ở lại đây và sẽ lòng vòng lẫn quẩn hy vọng điều đó sẽ không xảy ra à, điều mình lăng tăng nữa thôi về về post hay là cả à, hai người kia dưới post mình nhớ ở thôn thầm là công lối đá pressing khá là, khá là, tốt nhưng mà mô thì như ta có Ronaldo thì mình không nghĩ là anh ấy phù hợp với lối chơi pressing liên tục cái tuổi của anh ấy rồi thì nó đều thiên nhiên thôi thì uh, cũng sẽ khá là thú vị để mà xem Post quản lý ronaldo như thế nào nếu ông ấy về uh, mình nghĩ là ông ấy sẽ làm được thôi tại ông ấy đang phải quản lý messi neymar và Mbappe thì từ ba người xuống một người thì nó cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều rồi uh, ok thì uh, chung là cái 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 topic chủ đề này mình nói nói đến đây thôi And, uh, các bạn hãy cho mình thêm ý kiến để mình có thể uh, reply những ý kiến đấy chúng ta tiếp tục uh, thảo luận về chủ đề này và mình cũng muốn nói là ở kênh của mình thì mình đã nhận được rất nhiều là các, các ý kiến các bạn và các bạn hãy cứ tiếp tục cho mình ý kiến của mình không phải là quên đâu mà là bọn mình vẫn nhìn thấy đấy uh, nhưng mà có thể thời gian nó không cho phép để mà bọn mình có thể trả lời hết được sẽ tiếp tục có những video khác mà bọn mình sẽ trả lời ý kiến các bạn để mà chúng ta tiếp tục trao đổi trong cộng đồng fan mu này À, ví dụ như có những ý kiến như là Ronaldo là vấn đề của MU hay là hay là anh ấy là là, là người đang cứu MU thì đấy là một chủ đề rất hay chắc chắn bọn mình sẽ nói đến à, có những chủ đề như là ai là tiền vệ phòng ngự nào của MU nên nên mua ở, ở mùa giải tiếp theo chẳng hạn thì có những cái tên các bạn đưa ra như là Yuri Telemans, uh, Ruben Neves, uh, Declan Rice hay là Calvin Phillips chẳng hạn thì đấy là những cái tên bọn mình đã nhìn thấy các bạn comment thì bọn mình vẫn nhớ đấy các bạn yên tâm các bạn tiếp tục comment và bọn mình chắc chắn sẽ trả lời ok vậy thôi um, chúc các bạn một ngày tốt đẹp và mãi cháy các quỷ đỏ xin chào